theo những bước chân của nhà yogi vĩ đại hành hương tới Lạp Chi. Ngày thứ nhất. Vào sáng sớm ngày 10 tháng 10 năm 2011, Lupa Rinpoche khởi hành từ tu viện Rinkun Khachyu Rinpoche Ling, cùng đi với ngài có 39 đệ tử nước ngoài và 20 đạo hữu người Tây Tạng. Điểm đến của họ là Lạp Chi, vùng đất thiêng liêng của Jetson Milarepa. Lạp Chi nằm ở đông bắc Nepal, là vùng biên giới giữa Nepal và Tây Tạng. Độ cao của nó khoảng từ 3.900 m và 4.800 m trên mực nước biển. Ngày thứ nhất đi từ Kathmandu đến Jagat khoảng 159 km, đi bằng xe buýt khoảng 10 tiếng. Mục đích của chuyến đi là để tham dự lễ cúng dường 100.000 Trishom Milarepa do ngài Lupa Rinpoche và hội Lạp Chi tổ chức. Sau một ngày hành trình khó nhọc thì cuối cùng vào buổi tối chúng tôi cũng đã đến địa điểm cắm trại ở Jagat. Ngày thứ hai. Ngày thứ hai từ Jagat tới Lamabaga khoảng 12 km, đi bộ khoảng 8 tiếng. Trong 4 ngày tiếp theo, mỗi ngày chúng tôi sẽ đi bộ từ 5 đến 10 tiếng. Chúng tôi cũng được biết rằng ngày đầu tiên đi bộ khá dễ dàng. Tuy nhiên, trên đường đi có đoạn đường bị chắn lối bởi những tảng đá lớn nên chúng tôi phải vòng sang lối khu rừng tre. Lối đi này dốc và trơn trượt. Nhờ sự chung sức của cả đoàn nên chúng tôi đã xoay sở đi qua một cách an toàn. Tại Lamabaga hay còn gọi là Trishusam, chúng tôi dựng trại nghỉ qua đêm. Ngày thứ ba. Đi từ Lamabaga đến Godavari khoảng 10 km và đi bộ mất 10 tiếng. Chúng tôi phải đi trên những thân cây trơn trượt, dọc theo các vách đá và thác ghềnh. Chúng tôi cũng phải băng qua những chiếc cầu bằng cây đá mục. Và một chiếc cầu treo bằng dây. Chuyến đi ngày hôm đó là khó nhọc và nguy hiểm nhất. Ngày thứ tư. Godavari hay tiếng Tạng là Niyayong, nghĩa là tay trái, ám chỉ tay bên trái của Charasamvara. Có một vách đá ở đây nhìn giống như tay trái của con người. Năm 2003, Pháp Vương Ryakung Kheyong Jetsun Rinpoche đã nhập thất 3 tháng tại đây. Vì Godavari là nơi thiêng liêng có sự gia hộ lớn lao nên Lupa Rinpoche muốn mọi người ở lại đây hơn một ngày để hành trì. Ngày thứ năm. Ngày thứ năm, từ Godavari đến Lalungong, khoảng 10 km và 5 tiếng đi bộ. Nếu đi nhanh hơn, chúng tôi có lẽ đã đến được Lạp Chi khi đêm xuống. Nhưng để đảm bảo an toàn và cũng để cho mọi người thích nghi dần với độ cao ngày càng tăng, chúng tôi dựng trại ở đây để nghỉ qua đêm.
Ngày thứ sáu. Ngày thứ sáu từ La Lungong đến tu viện Chora Gefaling, khoảng 6 km và 4 tiếng đi bộ. Dọc theo đường chúng tôi qua La Lungkong. La Lungkong nghĩa là vùng đất của các thiên thần. Nupa Rinpoche từng nhập thất ở đây hơn một năm. Sau La Lung Thượng, chúng tôi có thể nhìn thấy đỉnh núi tuyết thiêng liêng của Dorji Khunrak. Dorji Khunrak là một trong số 12 vị hộ pháp của Tây Tạng. Trước đây, chân núi đó đánh dấu ranh giới giữa Tây Tạng và Nepal. Lúc bấy giờ thì Lạp Chi thuộc về Tây Tạng. Tuy nhiên, sau năm 1959, khi Trung Quốc và Nepal phân định lại vùng biên giới này, thì Lạp Chi thuộc về Nepal. Toàn bộ vùng này đã từng là của Tây Tạng. Nupa Rinpoche hướng dẫn mọi người lễ lại Chakdo ở đây. Hãy nhìn lên đỉnh núi, các bạn nhìn vào đỉnh đầu tiên. Có một đỉnh bé xíu kế bên nó. Nó nhìn giống như ngài Milarepa đang ngồi ở đó. Các bạn có nhìn thấy không? Tính từ năm 1998, Nupa Rinpoche đã thăm Lạp Chi nhiều lần. Tổng số thời gian ngài ở Lạp Chi là 7 năm và kỳ nhập thất dài nhất của ngài ở đây là 4 năm. Lần sau cùng ngài rời Lạp Chi là năm 2009. Khi ngài vừa đến khu vực chân núi Lạp Chi, một số dân làng Lạp Chi đang đứng chờ để đảnh lễ ngài. Dorjin Dorup Panren Rinpoche, vị đạo sư nhập thất của Lạp Chi và những hành giả nhập thất rất vui mừng khi gặp lại Nupa Rinpoche. Hang động thiên liêng đầu tiên chúng tôi tới thăm là Lu Ten Phúc, hang tiên tri. Trước đây Pháp Vương đã ở lại đây 7 ngày. Ngài nói rằng nơi này tượng trưng như cổng chính của Lạp Chi. Khi gần đến tu viện Chora Gefaling, vị trưởng tu viện, các tăng sĩ, những hành giả nhập thất và dân làng đã đứng đợi để chào đón Nupa Rinpoche. Ông ấy là người lớn tuổi nhất ở đây. Ông hơn 80 tuổi rồi. Thank you.
lễ cúng dường 100.000 t-shirt cho Milarepa. Tu viện Rinkung Kayu Rinchenling. Milarepa sinh năm 1052 trong một gia đình giàu có ở Tây Tạng. Cha của ngài qua đời khi ngài mới 7 tuổi. Chú thím của ngài nắm giữ gia tài của gia đình ngài và đối xử tàn nhẫn với Milarepa, mẹ và em gái ngài. Sau đó Milarepa đã học phép thuật để trả thù những người họ hàng này. Lời nguyền rủa của ngài đã giết chết 35 người. Tuy nhiên, sự hối hận to lớn ấy đã phát khởi trong tâm ngài và ngài quyết định chuyển tâm hướng về Phật Pháp. Cuối cùng, ngài đã tìm được đạo sư gốc của mình là dịch giả Mạc Bà Vĩ Đại. Sau nhiều năm tu tập khổ hạnh, Milarepa đạt được quả vị Phật và trở thành nhà yogi vĩ đại nhất của Tây Tạng. Lễ cúng dường 100.000 t-shirt Milarepa liên quan đến sự thực hành cúng dường Guru Yoga Milarepa, mục đích nhằm tích tạo công đức thông qua trì tụng chú 100.000 lần. Lễ puja được tiến hành ở phía trước của Duyufuk. Một ngày trước khi lễ Pum Shot diễn ra, Nupa Rinpoche hướng dẫn mọi người hành trì để quét sạch các chướng ngại và cúng dường Thoma. Chúng ta ở đây để tổ chức lễ t-shirt tại vùng đất thiêng liêng của núi tuyết Lạp Chi. Đặc biệt, Duyufuk là một trong số 4 hang động chính của ngài Milarepa vĩ đại. Chúng ta có được những thiện duyên này bởi chúng ta đã có những khấn nguyện lớn lao và tích tụ rất nhiều công đức to lớn từ vô thủy. Đây là thời đại của năm sự suy thoái do thiếu sự tích tụ công đức của chúng sinh. Nhiều quốc gia và khu vực đang trải qua những thảm họa như lũ lụt, núi lửa, vân vân. Vì thế, qua lễ cúng dường t-shirt này, chúng ta cầu nguyện cho thế giới hòa bình và tất cả chúng sinh được hạnh phúc. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi nhận thấy mặt đất bị bao phủ bởi lớp tuyết dày khoảng 6 inch. Năm nay, đây là lần đầu tiên tuyết rơi sớm ở Lạp Chi. Vì xảy ra đồng thời với ngày đầu tiên của lễ Bum T-shirt, Nupa Rinpoche coi đây là dấu hiệu tốt lành của duyên khởi. Tuy nhiên, do chiếc lều không thể chịu được sức nặng của tuyết, nên lễ Puja được dời qua tu viện Chora Genfeling. Mọi người vui đùa trên tuyết. Chúng tôi đã vui đùa thoải mái, nhưng khi hành trì chúng tôi cũng rất nghiêm túc. Năm 2007, lần thứ hai Pháp Vương Chösön Rinpoche đến Lạp Chi. Sau khi ngài hoàn thành kỳ nhập thất, các chư tăng cùng cư dân địa phương đã tiến hành lần đầu tiên lễ Bum Shot Milarepa. Mục đích là để cầu nguyện sự trường thọ cho ngài và các hoạt động pháp của ngài được thành tựu. Do Lạp Chi là một vùng hẻo lánh và cô lập với các nguồn cung cấp hạn chế nên 4 năm sau, lễ cúng Puja thứ hai mới được thực hiện. Thank you.
Có gần 100 đệ tử tham dự lễ T-Shot lần này. Trong số này có 44 đệ tử ngoại quốc đến từ 11 quốc gia như Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Latvia, v.v. Trong lịch sử của Lạp Chi, đây là lần đầu tiên có nhiều người ngoại quốc tập hợp ở đây. Ngoài ra, những người tham dự khác là các chư tăng từ hai tu viện Rinkinkayu Rinchenling và Chora Gefeling, các hành giả nhập thất của Lạp Chi, dân làng Lạp Chi và những đạo hữu từ Tây Tạng. Nhân cơ hội hiếm có này thì dân làng Lạp Chi tham gia vào những thiện hạnh như làm các vật phẩm cúng dường. Họ hát múa rất nhiệt thành. Các tăng sĩ cũng trình diễn những điệu múa kim cương Vajra. Nhìn chung có hai loại múa Vajra. Một là điệu múa Vajra của Bổn Tôn và hai là của Hộ Pháp. Những Hộ Pháp và Bổn Tôn khác nhau, có các điệu bộ và cách bước chân khác nhau. Những người múa dùng các bước để theo bánh xe bảo hộ, chùy kim cương và chuỗi của nó, hay là những ngọn núi sáng rực. Sự khác nhau là như vậy. Nếu bạn không hiểu điều này thì bạn không thể nói ra những khác biệt đó. Điệu múa Vajra có thể phân loại trong bốn hành động: sự bình yên, sự nổi bật, sự quy vào và sự diệt trừ. Lama Tishana trình diễn điệu múa Vajra diệt trừ của Chukyong Tishana, một vị hộ Pháp đã từng ngăn trở Pháp. Điệu múa Vajra tôi trình diễn hôm nay là của Chukyong Tishana. Ông ấy vốn là vị sư tu tập một mình trên núi. Một hôm, có một công chúa của vùng đó lên núi và bị rắn độc cắn. Vị sư đã cứu công chúa và đưa nàng vào trong hang của ông. Cùng lúc đó, vua cha cũng gửi rất nhiều người tìm kiếm công chúa mất tích. Một viên quan phát hiện nàng đang ở trong hang của vị sư và báo cho vua cha biết. Sau khi biết tin, vua cha rất giận dữ và cho lính đến bắt vị sư đó. Mặc dù công chúa cố gắng giải thích cho vua cha rằng vị sư không hề làm hại nàng mà còn cứu giúp nàng, nhưng vua cha không tin lời con gái và ra lệnh hành hình nhà sư. Trước khi chết, vị sư đã khởi một lời nguyền tội lỗi. Sau khi chết, thân thể của ông biến thành một quả trứng đầy máu khổng lồ và nở thành Chokyong Tishima.
từ 6 bộ phận khác nhau của cơ thể Chogyam Trishma như là xương, máu, thịt, tủy, vân vân, ông ta hóa hiện thành 6 người anh em. Sau này, Chogyam Trishma và 6 người anh em của ông ta được Đức Liên Hoa Sanh quy phục và trở thành những vị hộ pháp. Trong tiến trình lịch sử của Lạp Chi, có 4 giai đoạn hưng thịnh rực rỡ. Vào thế kỷ thứ 11, khi Milarepa ở Lạp Chi, Ngài đã thu hút được nhiều đệ tử đến đây tu tập. Vào thế kỷ thứ 13, Đức Chinden Sumgon, người thành lập dòng truyền thừa Rinkonkayu, đã cử Dozin Janru Bhatrat cùng với 55.525 đệ tử đến Lạp Chi tu tập. Vào thế kỷ thứ 15, Lạp Chi Namkha Gyatsen đã tu tập 31 năm và truyền dạy nhiều đệ tử ở đây. Cuối cùng, Ngài thị tịch ở Lạp Chi. Vào thế kỷ thứ 18, Shabkha Thisarot Rangroi xây dựng tu viện Choragavalin và tháp Changchob. Ngài có gần 2.000 đệ tử. Choragavalin là tu viện chính của Lạp Chi. Sau năm 1959, Lạp Chi bắt đầu bị suy tàn và tu viện Choragavalin cũng bị xuống cấp. Qua nhiều năm do nỗ lực của Nupa Rinpoche, tu viện được khôi phục lại thành công. Ở Lạp Chi có rất nhiều bảo vật thiêng liêng do các đạo sư và hành giả nhập thất để lại. Dorjelobong Tesarin Penpa, tu viện trưởng của Choragavalin, đã cho phép chúng tôi quay phim những bảo vật này. Một trong số những bảo vật quý giá nhất là thánh tích của vua Songtasen Gompo. Một mặt của thánh tích có hình ảnh của Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm và mặt kia là hình ảnh của hộ pháp Mahakala sáu tay. Trong thời kỳ 55.525 hành giả nhập thất ở Lạp Chi, đạo sư nhập thất Dozin Janru Bhatrat có 2 con trâu yaks, một con tên là Getriba và con kia là Chibuba. Trên những ngọn núi của Lạp Chi có một loài cỏ có thể giải thoát chúng sinh và một loại nước có thể tịnh hóa nghiệp chướng. Hai trâu yaks này đã ăn cỏ và uống nước này và khi chết chúng đã đạt được thân cầu vồng. Một trong hai trâu đã để lại một mảnh sọ nhìn giống như một Kapala. Cũng có một cái răng hiển lộ núi tuyết và hồ thiên của Tisiringma. Của cùng trâu giác đó phải không? Đúng vậy, cả hai vật thiên này đã hơn 800 năm rồi. Đây là sọ của Giyawa Gorapa. Ngài đã tu tập Vajrayogini một năm ở đây. Khi Ngài qua đời, sọ của Ngài hiển lộ hình ảnh đầu của một con heo cái. Hai cái răng này là của Lạp Chi Namkha Gyatisen. Khi thân Ngài đã hỏa thiêu, Ngài để lại hai cái răng này và nhiều thánh vật khác. Các thánh vật được gửi lại tu viện Rikuntil. Đây là một cái răng của ni sư ở Tisari. Tại đây, bà đã hành trì và trì tụng chú Mani 100 triệu lần. Khi bà qua đời, răng của bà hiển lộ như một vỏ ốc xa cừ. Còn đây là vỏ ốc khắc ngoài của Pháp Vương Pame Gyatisen. Ngài đã đến Bồ Đề Đạo Tràng để hành hương và sau đó trở về Lạp Chi qua đường Nepal. Còn có chiếc giày của Magpa, giày của Namkha Gyatisen, giày của Naropa. Tishaniyon Heroka để lại vật trang sức bằng xương của Ngài. Ngài là một trong số các tác giả viết tiểu sử của Milarepa. Hai thánh vật ý nghĩa nhất là chiếc mũ da gấu và áo choàng vải của Jason Milarepa. Những thánh vật này rất quý giá, vị trưởng tu viện hiếm khi cho phép lấy ra để mọi người chiêm ngưỡng. Hãy nói cho anh ta biết đây là thánh vật của Đức Vua Songtasen Gompo. Có phải là Đức Quán Thế Âm không ạ? Đây là Đức Quán Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, mặt trước là Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn, còn mặt sau là hộ pháp Mahakala sáu tay. Tôi nghe nói ai đó đã cắn phần này, là ai vậy thưa Ngài trưởng tu viện? Có lẽ là một quý ông đã cắn nó.
Cả gan vậy sao? Hãy lại đây, đây là thánh vật của đức vua Songtsen Gyeongpo. Đây là chiếc giày của Lạp Chi Namkha Gyatsen. Đánh chiếc giày này vào đầu thì có thể loại bỏ hết bệnh tật ốm đau. Nếu đánh chiếc giày của Magpa vào đầu bạn thì bạn chắc chắn sẽ bị choáng vì nó có vẻ rất cứng. Hãy nhìn đây, nó có thể khiến ta đau đấy. Nó khiến ta đau như là đánh bằng một cái gậy. Đây là thánh vật của đức vua Songtsen Gyeongpo. Đây là giày của Lạp Chi Namkha Gyatsen. Để tạo lập sự kết nối tốt lành cao quý, Lupa Rinpoche đã ban cho chúng tôi lễ quán đảnh Quán Thế Âm Tứ Thủ. Đây là một ân phước đối với dân làng Lạp Chi và các đạo hữu từ Tây Tạng. Khi kết thúc Bum Tushok, Lupa Rinpoche tiến hành một puja cúng dường khói. Theo truyền thống của Tây Tạng, mọi người ném Tisampa vào không trung để cầu mong những điều tốt lành. Cuộc hành hương. Lạp Chi là một trong số 24 thánh địa của Charasamvara. Trong đó, núi Kailash là mạng đà la thân của Charasamvara, Lạp Chi là mạng đà la ngữ và Tassari là mạng đà la tâm. Được biết rằng Đức Liên Hoa Sanh đã từng tới Lạp Chi. Lạp Chi cũng được nhiều hành giả thành tựu Ấn Độ gia trì như Ngài Saraha. Vào thế kỷ thứ 8, Yunthot Chunsen Gompo, vị thầy thuốc riêng của vua Jisong Ditasen từng tụ tập ở Lạp Chi. Ngày nay, hang của ông được gọi là Yunthot Phúc. Ở Lạp Chi có vô số hang động với kích thước khác nhau. Có 5 hang động nổi tiếng nhất là Tu Du Phúc, Rigen Phúc, Che Phúc, Pepa Phúc Thượng và Hạ, và Lu Tem Phúc. Tu Du Phúc là hang đầu tiên Milarepa ở khi lần đầu Ngài đến Lạp Chi. Tu Du Phúc, hang hàng phục Ma Vương. Dojin Dongruk Rinpoche là đạo sư nhập thất của Lạp Chi. Ngài sống ở Lạp Chi đã 19 năm và biết rất rõ về lịch sử và sự phát triển của Lạp Chi. Milarepa đã đến nơi linh thiêng này và ở lại đây 6 tháng. Vào thời gian đó, tuyết rơi liên tục trong 18 ngày và Milarepa phải đương đầu với những chướng ngại của 4 yếu tố. Sau cùng, Ngài đã hàng phục được các chướng ngại này và thành tựu tu tập nội nhiệt. Sau đó, hang này được gọi là Tru Tru Phúc, hang hàng phục các ma vương. Các ma vương được hàng phục là để chỉ tên của Tru Tru Phúc nhằm ám chỉ ma vương của những cảm xúc phiền não hay các vọng tưởng. Bằng thiền định, Milarepa đã chiến thắng các vọng tưởng và thành tựu tu tập nội nhiệt. Tôi thấy điều này rất quan trọng. Khác hơn điều này thì không có dấu hiệu khác về năng lực huyền diệu của Milarepa. Những dấu hiệu và năng lực huyền diệu thường đi kèm với những biểu hiện tượng trưng. Nhưng ở đây thành tựu mà Milarepa đạt được không có các biểu hiện như vậy. Chứng ngộ mà không có biểu hiện thì cao quý hơn nhiều. Sau này, Niyamapasaka Thisorup Rangroi cũng nhập thất ở Dijofuk một thời gian rất dài. Ngài đã xây dựng tu viện Chora Gefaling và chuyển các bức tượng từ Tu Du Phúc, Che Phúc và các hang khác về tu viện để giữ an toàn hơn. Ngài đã quản lý tu viện và thiết lập được một cộng đồng tăng sĩ chân chính,
Ngài là một hành giả đích thực nên Ngài không có thành kiến với bất kỳ giáo phái nào. Sau khi thiết lập tu viện, Ngài đã viết thư thông báo cho Pháp Vương Rikumbambe Gyatisen. Tôi đã xây dựng một tu viện và một cộng đồng tăng sĩ trên vùng đất linh thiêng của Ngài. Xin hãy cử người đến đây để tiếp quân tu viện. Các bạn thấy đấy, tư tưởng của Ngài thật cao quý. Ngoài ra, các đạo sư thuộc những dòng truyền thừa khác như Shapka Renchen, Renchen Denchinpa, Tisaniyon Heruka, Niguchu Thoma, v.v. cũng từng đến Lạp Chi tu tập. Trước đây, các đạo sư của Sampa Kagyu, Rupa Kagyu và Kama Kagyu đã gia hộ cho nơi linh thiêng này. Vì thế nơi đây thực sự rất quan trọng. Khi Chinten Sumon cử 55.525 đệ tử đến Lạp Chi, họ đã ở đâu ạ? Nếu họ ở lại đây thì có đủ chỗ cho bằng ấy người không ạ? Từ phía Tây Tisankar đến phía Nam Tisipri, những đệ tử của Dojin Jangru Parat đã ở đây cả. Vào thời đó có câu nói rằng bầu trời thuộc về Rikung và đất đai cũng thuộc Rikung. Nếu bạn đi xung quanh núi quan sát, bạn sẽ thấy rất nhiều hang nhỏ có nhiều dấu vết của những bếp lò bằng đất. Trong thời kỳ của 55.525 đệ tử, có ít nhất 10.000 người trong số đó đã sống trên núi này. Rupong cũng đưa chúng tôi đến với Renchen Phúc. Renchen Phúc. Có hai cách giải thích về tên của Renchen Phúc. Một số người nói rằng Jason Renchenpa là tên khác của Milarepa. Ngài đã tu tập một thời gian dài ở đây nên hang được gọi là Renchen Phúc. Một lần Milarepa từ Chen Phúc bay đến Chama và ở lại đó 3 ngày. Ngài đã để lại 2 dấu chân khi đáp xuống nơi đó. Lúc ấy, Ngài nhìn thấy một tháp pha lê trắng bay từ Ấn Độ, tiếp theo là một cơn gió mạnh trước khi chiếc tháp biến mất. Biết rằng đây là dấu hiệu của ma quỷ, Ngài bay về Renchen Phúc từ Trang Ma và cũng đã để lại 1 dấu chân tại đây. Một số người khác gọi hang này là Renchen Phúc. Red nghĩa là chạm. Nghĩa là chân của Milarepa chạm vào vách đá và để lại dấu vết ở đây. Thực ra tên gọi của hang không quan trọng lắm, miễn là chúng ta được biết rằng Milarepa đã gia trì nơi này và nó có lịch sử 900 năm. Khi Chözenamkha Gyatisen đến Lạp Chi, Ngài ở lại luôn Renchen Phúc. Trước đây, Dongjin Zenro Barat đã xây một số công trình ở đây. Sau đó, Namkha Gyatisen tu bổ lại điện thờ và bếp. Ngài đã tu tập nhiều năm tại đây và đạt được chứng ngộ vĩ đại. Để phát triển niềm tin của thế hệ đệ tử tương lai vào Phật Pháp, Ngài đã để lại dấu nắm tay của mình. Đây là một dấu vết. Một vài người dân địa phương lại nói rằng đây không phải là dấu nắm tay của Ngài, mà là dấu ấn niêm phong của Ngài. Điều đó không chính xác. Đây là dấu nắm tay. Namkha Gyatisen đã ở lại Lạp Chi hơn 30 năm. Khi Ngài tịch, thân thể của Ngài được hỏa táng, tro cốt của Ngài được dùng để làm bảo tháp này. Từ thời của Dongjin Zenro Barat cho đến thời kỳ của Dongjin Kurunga Rinpoche, vị trí của Dongjin là liên tục và không bị phá vỡ. Năm 1959, những biến động chính trị ở Tây Tạng đã ảnh hưởng đến Lạp Chi. Do vậy, trong một thời gian dài, ở đây không có Dongjin. Sau này, Pháp Vương đã chỉ định Gelong Jesi trở thành Dongjin của Lạp Chi. Vào thời gian đó, 7 người chúng tôi đã ở đây 3 năm. Tính từ năm 1959 thì chúng tôi là nhóm nhập thất đầu tiên.
Rồi đến lượt tôi trở thành Đơn Dinh. Lúc đó còn có Nupa Rinpoche, Tashan Kelong Kongchong Tenzin và một vài người nữa. Sau này, Hội Lạp Chi đã được thành lập. Tại sao những đại sư trong quá khứ có thể để lại các dấu ấn kỳ diệu trên vách đá như là dấu chân hay dấu tay ạ? Những hành giả thời xưa khác với những hành giả hiện nay. Phương pháp, địa điểm và dòng truyền thừa vẫn như nhau, nhưng các hành giả hiện nay không thể để lại dấu chân hoặc dấu tay. Tại sao? Điểm khác nhau nằm ở sự tu tập hiện nay. Xưa kia khi Milarepa tu tập, Ngài chỉ mặc một mảnh vải trắng và chỉ ăn cây tầm ma. Đây là điểm khác biệt với những hành giả bây giờ. Đó là lý do tại sao Ngài có thể đạt được giác ngộ vĩ đại. Cơ thể của chúng ta được cấu tạo bởi bốn yếu tố. Ngài có thể điều khiển bốn yếu tố bên trong. Và do vậy, Ngài có thể để lại dấu tay và dấu chân trên các phiến đá. Ngày nay, chúng ta không thể đạt được như thế bởi khi tu tập, chúng ta quá phụ thuộc vào các nhu cầu vật chất. Mặc dù chúng ta thực hành theo các giai đoạn và theo truyền thống, nhưng không thể điều phục được tâm của mình. Bởi thế, chúng ta không có được năng lực siêu nhiên để bay hay để lại dấu chân. Chi Phúc là hang trên cao nhất của Lạp Chi. Từ nơi đây ta có thể nhìn thấy rõ Kapo Bumri, ngọn núi linh thiêng của Đức Quán Thế Âm. Nabo Bumri, ngọn núi linh thiêng của Đức Kim Cương Thủ. Và Sebo Bumri, ngọn núi linh thiêng của Đức Văn Thù. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi theo Nupa Rinpoche đi lên Chi Phúc. Đây là dấu chân của Thichen Rinpa, năm vị nữ thần trường thọ. Đây là dấu chân của Ngài. Trước đây khi Ganchen Rinpoche đến Lạp Chi, bằng linh kiến của mình, Ngài đã nhìn thấy Mahakala và Thichen Rinpa. Cả hai vị đang bảo hộ cho vùng đất linh thiêng đặc biệt này. Mới đây khi Togden Rinpoche thăm Lạp Chi, bằng linh kiến, Ngài cũng nhìn thấy năm nữ thần Thichen Rinpa. Ngoài dấu chân của Thichen Rinpa, còn có dấu chân của Milarepa trên dốc bên ngoài hang Chi Phúc. Milarepa để lại dấu chân khi Ngài bay từ Lạp Chi đến Rongsha. Bên ngoài Chi Phúc có một con suối linh thiêng do hộ pháp Mahakala bốn tay dâng tặng Milarepa. Theo thời gian, mực nước suối linh thiêng này không tăng cũng không giảm. Khi Chusen Milarepa tu tập ở đây, nơi này không hề có người ở. Ngài đã tu tập trong những hoàn cảnh rất gian khổ và trong suốt quá trình Ngài đã chịu đựng một cách phi thường. Rồi Ngài hồi hướng tất cả công đức có được từ thời kỳ gian khó này cho những hành giả tương lai để họ không phải chịu cực khổ như Ngài. Do vậy mà chúng ta có thể đến đây và nhìn dấu chân của Ngài. Đây là sự gia hộ vĩ đại. Trong tiểu sử của Jackson Milarepa ghi lại rằng bất kỳ chúng sinh nào tỏ lòng tôn kính và hoan hỷ khi nghe tên Ngài sẽ không bị rơi vào ba cõi giới thấp trong bảy kiếp, một sự gia hộ tuyệt vời.
Do đó, chúng ta không chỉ được nghe tên Ngài, chúng ta còn có lòng sùng kính và niềm tin đối với Ngài và vượt qua muôn vàn gian khổ. Thậm chí có thể nói rằng chúng ta đã liều cả mạng sống của mình. Những con đường ở Tisosam, nếu chúng ta bị rơi xuống vực, thì thi thể của chúng ta cũng không thể tìm được. Vì thế, đánh liều mạng sống của mình để đến nơi đây, chúng ta đã tịnh hóa rất nhiều nghiệp xấu trong quá khứ và tích lập được một lượng công đức to lớn hơn. Mặc dù chúng ta có lẽ nói rằng thực hành lễ lạy rất khó nhọc, nhưng so với hành trình đi bộ của chúng ta đến Lạp Chi thì lễ lạy chỉ là một vấn đề nhỏ. Đơn giản vì khi lễ lạy không có sự nguy hiểm và mối đe dọa tới mạng sống của chúng ta. Cực nhọc nhất thì ta chỉ bị đau lưng và đau chân, chỉ vậy thôi. Bất chấp nguy hiểm để đến đây, chúng ta đã tích lập một lượng công đức to lớn. Do vậy, khi chúng ta ở đây Lạp Chi, nếu chúng ta nghĩ về Milarepa và thỉnh nguyện Ngài thường xuyên, chúng ta sẽ nhận được sự gia hộ rất lớn. Điều này là không thể nghĩ bàn. Sau khi cúng dường khói, Rinpoche ném vài sợi tóc trên vách đá. Đây là những sợi tóc của nhiều đệ tử từ các quốc gia khác nhau được cắt trong các lễ quy y. Rinpoche hy vọng những đệ tử này sẽ được kết nối với nơi linh thiêng này và trong tương lai họ sẽ đạt được sự thành tựu như Milarepa. Nupa Rinpoche liên tục tham gia vào những thiện hạnh mang lợi lạc cho chúng sinh. Rinpoche nhớ lại một kinh nghiệm của Ngài ở Chefuk. Trước đây, tôi đã ở hang này 21 ngày. Vào đêm đầu tiên, tôi nhóm lửa để nấu một ít cháo. Khi đó, bất thình lình tôi nghe âm thanh tiếng trống thầm thầm thầm. Thoạt đầu thì tôi rất sốc và sợ hãi, nhưng ngay lúc đó tôi nghĩ về Pháp Vương. Ngài đã dạy tôi điều gì? Ngài dạy rằng khi gặp bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy luôn nghĩ về mặt tích cực, đừng nghĩ về mặt tiêu cực. Rồi có nhiều âm thanh trì tụng của nhiều người, nghe như hàng trăm người cùng với tiếng gõ trống phát ra từ bên trong hang. Khi nhớ đến lời dạy của Pháp Vương, tôi cảm thấy không có điều gì tồi tệ. Đó không phải là ma quỷ. Đây chắc chắn là thời điểm lễ Puja của các Đà Kỳ và Đà Kỳ Ni của vùng đất linh thiêng này. Khi nghĩ như thế thì tôi bình tâm lại. Trong suốt thời gian ở đây, tôi nghe tiếng tụng này hàng đêm, giống như một lễ Puja thường ngày. Khi đó, nếu tôi không nghĩ theo hướng tích cực, nếu tôi trở nên sợ hãi, nghĩ đây là ma quỷ, vân vân. Và tôi ở trên đây một mình. Trong bóng đêm, tôi có thể đã bỏ chạy tới Gompa và chắc chắn tôi có thể bị thụt lùi. Tôi học được gì từ điều này? Trong quá trình tu tập, nhớ lời dạy của đạo sư của ta là cực kỳ quan trọng. Rất lợi lạc khi luôn nghĩ đến những lời dạy của đạo sư. Pepa Phúc là hang động khác mà Milarepa đã từng ở. Hang này được chia làm hai, thượng và hạ. Nupa Rinpoche đã nhập thất 4 năm ở hang Pepa Thượng. Đây là hang mà Sakha Thassarok Rangroi thường nhập thất trước đây. Khi nhập thất tại đây, bằng linh kiến của mình, Ngài đã thấy Tesserima. Tesserima hứa rằng bà sẽ trợ giúp Ngài để các hoạt động Pháp của Ngài thành tựu. Sakha Thassarok Rangroi đã có khoảng 2.000 đệ tử, phần lớn họ đến từ Shigashi và Niyam. Ngài cũng có nhiều người bảo trợ. Với sự giúp đỡ của những vị này, Ngài đã xây dựng được tu viện Gefalin ở dưới kia.
có một cái tháp màu trắng gần Gyefoling. Bên trong tháp này lại có một tháp nhỏ hơn. Các đệ tử của Shakya Thisarup Ranroy đã xây dựng nên tháp này. Nghe nói rằng mỗi đệ tử chỉ mang một hòn đá và chỉ trong một ngày tháp được hoàn thành. Trong số các hang động ở Lạp Chi như Trúc Trúc Phúc và Renchen Phúc thì hang này khá nổi tiếng. Hang này được gọi là Pepagong. Nơi nhập thất của Nico Serap Chorong ở phía dưới kia gọi là Pepayok. Tôi nghe nói rằng khi ở Pepaphuk, Melareba đã trông thấy mandala của Charasamvara. Đây là Pepagon hay Pepao. Có thể là hang này vì Milarepa đã nhập thất một thời gian rất dài tại đây. Nói chung, Milarepa ở hầu hết trong các hang động của Lạp Chi, ngài không có nơi ở cố định. Bất cứ nơi nào ngài đến, nếu ở đó có hang động thì ngài ở lại, vì thế có thể ngài đã ở cả Pepaok. Shakya Thisarup Ranroy là hiện thân về tâm của Milarepa. Lũng Tân nghĩa là tiên tri. Vào thế kỷ thứ 13, Đức Xin Ten Somgon, người thiết lập dòng truyền thừa Quyên Khung Kagyu, ngài đã khuyên Dojin Zangku Parak tu tập trong hang này. Ngài cũng bảo Dojin rằng sau này ngài sẽ gửi 55.525 đệ tử đến Lạp Chi. Quả thực 55.525 đệ tử đã đến Lạp Chi, do đó hang này gọi là hang tiên tri. Lúc đó Đức Xin Ten Somgon nói rằng khi con đến vùng đất Lạp Chi linh thiêng, đầu tiên con nên ở trong một hang cỏ. Hình dáng giống như trái tim của con người. Nhìn chung thì trái tim con người nhìn như hình dáng hang này, nhưng hình cái hang này lại lộn ngược xuống. Vì thế con nên ở trong hang này và nhập thất về Charasamvara. Sau đó con nên truyền dạy cho các đệ tử cũng trong hang này. Nếu nhìn từ xa, hang này nhìn giống hình tam giác, tượng trưng như Choyong. Do đó đây là nơi linh thiêng của Vajrayogini. Phía dưới có một con suối được coi như là nước cam lồ của Vajrayogini. Các bạn có thể uống nước suối này. Có một miếng đất bằng phẳng ở bên kia con sông phía dưới tu viện Chonra Gyalpoling. Có rất nhiều thất ở đó, bao gồm cả hai thất của Nukpa Rinpoche và Pháp Vương Chesan Rinpoche. Năm 2007, Pháp Vương đã đến đây, khi đó tôi đang nhập thất ở Pupafuk. Khi Pháp Vương đến Lạp Chi, tôi ra thất, rồi tôi tìm thấy khu đất này và quyết định xây một thất nhỏ tại đây. Do vậy mà thất được dựng lên. Trong khoảng thời gian đó thì ở đây chúng tôi tổ chức một lễ Bonchisok. Ngay khi thất được hoàn thành thì Ganchen Rinpoche cũng đến Lạp Chi. Ngài ở đây một đêm để gia hộ và sau đó chúng tôi làm lễ cúng dường Thisarup tại đây. Sau đó tôi ở lại đây 2 năm rưỡi. Đây là mạng đà la đá do tôi cúng dường. Dưới đây có một hòn đá màu như vàng, nhìn nó như có dấu một móng của trâu dắt in trên đó. Đây là một hòn đá màu như vàng, nhìn nó như có dấu một móng của trâu dắt in trên đó.
Tôi tìm thấy hòn đá đó ở bên dòng sông trong khi đi vòng quanh hàng ngày. Tôi đã nhặt vài hòn đá và cúng dường chúng tại đây. Từ nơi này bạn có thể nhìn thấy Che Phúc và Ri Chen. Vì thế tôi đã lễ lạy và cúng dường Mạng Đà La ở đây. Thật tuyệt vời khi ngồi ở đây và chú tâm nhìn lên bầu trời. Thiền định như thế này, rất thoải mái. Nếu bạn nhìn vào đỉnh núi kia, nó giống như Song Chi Guanyin. Chúng tôi đi theo Nupa Rinpoche đến thất của Pháp Vương Chösen Rinpoche. Vào năm 2003 và 2007, Pháp Vương đã đến Lạp Chi để nhập thất. Năm 2003, Ngài ở Godavari và năm 2007, Ngài nhập thất ở tại nơi này. Tất cả các bạn hãy vào bên trong. Trước đây Pháp Vương ở đây, đây là giường của Ngài. Tất cả chúng ta hãy đến đây và lễ lạy. Hiện giờ có khoảng 20 hành giả đang nhập thất ở Lạp Chi. Ba người trong số họ là Nico. Các thất của họ đều ở khu vực này. Chúc mọi điều tốt lành. Sư cô đang nhập thất phải không? Nơi nhập thất của các sư cô rất thoải mái. Thất của các cô thật thoải mái, nó không quá to cũng không quá nhỏ, rất tốt. Sư cô này đến từ Limi. Trước đây sư cô thường nhập thất ở Tatopani dưới sự trông coi của Rupon Chofe Rinpoche. Rồi sư cô chuyển đến đây. Sư cô ở đây được hơn 2 năm. Còn đây là sư cô Chonron, Konchok Chonron. Sư cô là một hành giả kỳ cựu. Sư cô nhập thất được hơn 9 năm rồi. Trước đây không có cầu và khi đó nơi này trống không. Hồi đó tôi cùng với Tác San Ge Long, vị Lạc Ma ở Neyanyong, nói được tiếng Mandarin. Chúng tôi đi bộ đến chỗ bây giờ là cầu nối băng qua núi để đến đây. Chúng tôi ngồi đây ăn đồ cúng dường, T-shirt. Lúc đó chúng tôi đã cầu nguyện điều gì? Tôi cầu nguyện rằng sau này nơi đây sẽ có một điện thờ nhỏ của Đức Quán Thế Âm. Thật kỳ lạ. Đây là mong ước của tôi. Do duyên khởi, sau này thất của Pháp Vương được dựng lên ở đây. Đức Pháp Vương của chúng ta là hiện thân của Đức Quán Thế Âm. Bây giờ ở đây đã có được một điện thờ của Đức Quán Thế Âm sống. Dấu vết linh thiêng. Trong mật điển đã ghi chép rằng Lạp Chi là Mạng Đà La của Charasamvara. Nhưng đối với người bình thường thì những gì chúng ta thấy chỉ là những dải núi và tảng đá bình thường. May mắn thay chúng ta có Nupa Rinpoche dẫn đường và chỉ ra những nơi có ý nghĩa. Khi người dân địa phương ở Lạp Chi qua đời, thi thể của họ thường được chặt nhỏ ra và ném xuống sông. Khi người dân địa phương ở Lạp Chi qua đời, thi thể của họ thường được chặt nhỏ ra và ném xuống sông.
Đối với các hành giả nhập thất, khi qua đời, thi thể của họ được hỏa thiêu tại đây. Cũng có một số người dựng lều và thực hành chốt ở đây. Không xa lắm từ nơi hỏa thiêu là ngựa của Shin Ki-yong và Toma của ngài. Xa hơn ở phía trước là một tảng đá khổng lồ. Đây là một dấu móng vuốt. Khi Milarepa đang nhập thất ở đây, tuyết rơi dày đặc. Các đệ tử của ngài ở Nyalam tưởng rằng ngài đã chết, vì vậy họ đến đây tìm kiếm thi thể ngài. Nhưng Milarepa đã biến thành một con sư tử tuyết và để lại dấu vết ở đằng kia. Khi đó ngài đi lên tảng đá và để lại dấu móng ở chỗ này. Vào thời gian đó, Jason Milarepa đang ở Trutun Phúc. Kế bên tảng đá là một miếng đất hình tam giác gọi là Chochiyong Tăng Thượng. Còn đây là một khu đất hình tam giác nhỏ hơn ở đằng sau Chora Genfeling, gọi là Chojiyong Tăng Hạ. Thật ra hình tam giác là biểu tượng mandala của Vajrayogini. Có một hang Vajrayogini nằm chính giữa hai khu đất hình tam giác. Dọc đường chúng tôi đi ngang qua một đống đá khắc chú Mani bao quanh một tảng đá đặc biệt. Đây là dấu móng vuốt của một trâu dắt. Thưa Rinpoche, chỉ có những đại sư chứng ngộ mới có thể để lại dấu chân của họ trên đá. Tại sao trâu dắt này có thể làm được như vậy ạ? À? Đúng đúng, đây là điều kỳ diệu. Trong thời kỳ của Dorjin Jangru Parak, Đức Jinten Sumgong đã gửi 55.525 đệ tử đến Lạp Chi. Dorjin Jangong Barak là đạo sư nhập thất ở đây. Có hai con trâu dắt mang các nguồn cung cấp cho Dorjin Jangru Barak và những hành giả nhập thất. Một trâu dắt đã để lại dấu vuốt và khi nó chết, một cầu vồng đã xuất hiện. Còn trâu dắt kia để lại một cái sọ nhìn giống như một sọ người nhỏ. Jason Milarepa từng đề cập rằng cả hai vị hành giả nhập thất trên núi và nhà bảo trợ ở chân núi sẽ cùng đạt được chứng ngộ. Đây là do duyên khởi của sự hồi hướng. Do sự hồi hướng của các hành giả nhập thất, hai trâu dắt được trợ duyên và chúng cho thấy những dấu hiệu đạt được giải thoát. Không xa nơi trâu dắt để lại dấu vuốt là tảng đá giống như một Kapala. Chúng tôi đang đi về phía làng Lạp Chi. Dân làng có cuộc sống đơn sơ và vất vả, họ sống dựa vào chăn nuôi trâu dắt và làm nông. Năm 1959, ở đây có 36 gia đình. Sau năm 59, con số này suy giảm dần dần. Một số gia đình chuyển đến Nyalam và một số khác chuyển đến Kathmandu. Hiện nay chỉ còn lại 14 gia đình. Đó là một sự khác nhau lớn. Đúng thế. Không xa làng Lạp Chi, Nupa Rinpoche dừng lại để đảnh lễ trước một đống đá. Nơi giảng pháp này sở hữu những gia hộ vĩ đại nhất. Bởi lẽ khi Đức Jinten Sumgong cử 55.525 đệ tử đến Lạp Chi, họ đến đây và đợi Dorjin Jangru Barat tới từ Nyalam. Dorjin
Mỗi người trong số họ mang một hòn đá và đặt cùng nhau để tạo ra nơi giảng pháp thiêng liêng này. Khi Dorjin Zangrub Barat tới, Ngài ngồi chỗ này và ban giáo lý cho các đệ tử. Trong thời kỳ của Đức Jinten Sumgong, phần lớn các đệ tử đều là các vị Bồ Tát thập địa. Ít nhất họ đều đã chứng ngộ bản tính của tâm, đạt được cái nhìn của Đại Ấn. Họ không phải là những đệ tử bình thường. Vì chỗ này do họ tạo ra, nó chứa đựng những gia hộ vĩ đại nhất. Đền Shinkyong ở ngay phía trước. Phiến đá khổng lồ này thực sự là chỗ ngồi giảng pháp của Milarepa. Lần đầu tiên khi Milarepa từ Nyalam đến đây, Shinkyong tạo ra nhiều chướng ngại khác nhau để thách thức ngài như sấm sét, mưa đá, lục lội, vân vân. Nhưng Milarepa đã hàng phục ông ta. Khi Milarepa đến đây, Shinkyong lại xuất hiện và thỉnh cầu ngài ban cho giáo lý. Milarepa ngồi trên phiến đá này và ban giáo lý cho ông ta. Sau đó Shinkyong tan vào phiến đá này. Rồi phiến đá trở thành nơi ở của ngài. Sau khi thăm đền Shinkyong, chúng tôi tiếp tục đi đến Ramting ở Tây Tạng. Trên phiến đá có dấu chân của sư tử tuyết do Milarepa hoạt hiện. Khi các đệ tử của ngài từ Nyalam đến để tìm thi thể của ngài thì họ đã nhìn thấy sư tử tuyết đang nằm trên phiến đá. Thực ra sư tử tuyết chính là Milarepa. Chúng ta hãy ra đó để nhìn dấu thân này. Chỗ lõm vào trên mặt đá là dấu thân sư tử tuyết do Milarepa hoạt hiện. Đây là ranh giới giữa Tây Tạng và Nepal. Khi đi qua những viên đá này, các bạn đã đến Tây Tạng. Ngay sau đó, chúng tôi đặt chân đến Ramding, Tây Tạng. Có một hang của Milarepa ở đây. Hang này được gọi là Ramding Nam Roma. Khi Milarepa tu tập ở đây, nhiều Jasat nữ đến để cản trở ngài. Một số Jasat đẩy tảng đá khổng lồ này từ trên rơi xuống nhằm nghiền nát ngài. Nhưng ngài xoay sở, đi xuyên qua và hiện ra trên đỉnh tảng đá. Sau đó, hang này được gọi là Ramding Nam Goma. Các Jasat này cũng được Milarepa hàng phục. Nhiều núi quanh đây là những nơi linh thiêng của các Jasat này. Những cảm nghĩ. Đối với tôi, đi bộ trên đường dốc là cực kỳ khó khăn. Nhưng tôi nghĩ tôi có đủ sự tin tưởng, vì thế tôi sẽ tiếp tục đi lên cao nữa. Tôi biết tôi sẽ đi Lạp Chi, nhưng tôi không biết rằng chuyến đi lại vất vả như thế và tôi cũng không chuẩn bị gì nhiều. Vì thế, ngày đầu tiên tôi đã bật khóc bởi tôi đã không hề biết chuyến đi rất cực nhọc và tôi cũng hơi sợ. Và tôi đã cảm thấy bất lực vì tôi cần mọi người giúp. Có ba sư cô đã trợ giúp tôi rất nhiều trên đường đi. Nhưng
Nhưng cho đến hôm nay là ngày thứ tư, tôi đã có thể mang túi của mình và tự mình hoàn thành chuyến đi. Điều tôi nhận ra được đó là khi một người muốn giúp đỡ bạn và cho người khác sức mạnh, đây là một sự truyền giao tình yêu thương. Lúc này chúng tôi đang ở đây, nằm xuống và ngắm nhìn bầu trời. Cuối cùng tôi nhận ra rằng khi chúng ta đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống, chỉ khi tạm ngưng lại, chúng ta thực sự hiểu rõ giá trị sức mạnh của tình đoàn kết và điều đó mang lại cho ta một cảm giác hạnh phúc. Đây là điều rất quý giá. Khi đến Lạp Chi, chúng tôi khao khát thăm vùng đất thiêng liêng của Milarepa. Nếu chúng tôi luôn khao khát như vậy thì chúng tôi không cảm thấy mệt mỏi trong cả cuộc hành trình. Tôi rất vinh dự được ở đây trong vùng đất linh thiêng này. Bởi tôi đã tích tập những công đức lớn lao để có cơ hội và dịp may to lớn như bây giờ. Điều này cho thấy tôi được kết nối với Milarepa. Tất cả chúng tôi đều cho rằng Jackson Milarepa là vị Phật thứ hai của chúng tôi. Đặc biệt, nhờ Ngài Nupa Rinpoche, tôi mãn nguyện vì tôi có thể đến đây để tham dự lễ Bonchesot. Không chỉ là vinh dự của riêng tôi mà tất cả chúng ta đã liều mạng sống để đến đây hành hương. Tất cả chúng ta đều được kết nối với Milarepa và có được những công đức to lớn, vì thế chúng ta nên hoan hỷ. Chúng ta nên tận dụng dịp may này để tịnh hóa những nghiệp xấu mà chúng ta phạm phải từ vô thủy. Trong thực hành khổ hạnh, đây là cách sám hối tốt nhất. Chúng ta ở đây, vùng đất linh thiêng này, chúng ta nên khao khát để đạt được giác ngộ vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Tôi cũng sẽ khấn nguyện như thế. Xin cảm ơn. Xin chào mừng mọi người đến đây, nhất là Ngài Nupa Rinpoche đã liều cả mạng sống để đến nơi đây và bất chấp mọi khó khăn. Tôi rất cảm kích và biết ơn, nguyện mọi sự cát tường. Tôi rất vui bởi tôi có thể chạm vào lịch sử và thực hành tại nơi của vị hành giả vĩ đại và đi theo con đường của Ngài. Chúng tôi có thể đến nơi linh thiêng này và theo những bước chân của các hành giả vĩ đại. Trong thời gian ở đây thật tuyệt vời vì có các đạo sư có thể dẫn đường cho chúng tôi. Tôi trong nhóm người Nga và chúng tôi đã đến đây, Lạp Chi. Đường đi đến đây cực kỳ vất vả, nhưng nó đáng giá vì ở đây bạn có thể thăm nhiều nơi và hang động linh thiêng. Tôi rất vui được đi cùng mọi người tới đây. Cảm ơn rất nhiều. Tôi rất vui, đôi khi rất vất vả, đôi khi thì không. Tất cả các bạn là những người đồng hành tử tế và tuyệt vời. Vì thế, đây là trải nghiệm tuyệt diệu. Cảm ơn rất nhiều đã mời chúng tôi đến đây. Chúng tôi rất vui, thực sự tôi rất lo cho những người phụ nữ và không thể hiểu vì sao họ có thể đến được đây. Vì với tôi đây là một chuyến đi rất khó khăn ngoài sức tưởng tượng, nhưng tôi rất hạnh phúc. Cảm ơn. Đôi khi hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng tôi nhớ lại, nhất là khi ở ngoài thiên nhiên và ngắm nhìn nó, suy nghĩ của tôi thay đổi và tôi như được truyền thêm sức mạnh. Tôi không nghĩ rằng tôi có thể đến đây khi nghe về nơi này. Không có gì là không thể. Thời tiết ở đây tuyệt vời. Trước đó, tôi cũng không hề biết có nhiều người và cả người Tây Phương tụ tập ở đây. Tôi nghĩ về Tây Tạng chỉ như một vùng. Vì thế, thật đáng kinh ngạc.
Tôi bối rối một chút khi tôi được đến đây và lúc này tôi đang ở đây. Thật tuyệt khi được ở nơi này. Tôi rất hạnh phúc. Khi tôi biết rằng chúng tôi sẽ đi thăm vùng đất linh thiêng nơi Justin Milarepa đã từng tu tập, tôi cảm thấy cực kỳ phấn khích. Khi chúng tôi bước trên đỉnh núi này, nhất là sau khi thăm tất cả các hang động của Milarepa, tôi thấy xúc động hơn. Điều này đặc biệt giúp ích cho sự tu tập và kinh nghiệm của tôi về Đại Ấn. Qua chuyến thăm viếng nơi linh thiêng này, tôi hy vọng và tin tưởng rằng những thế hệ trẻ tương lai có thể đi đến vùng đất linh thiêng này. Và họ có sự tin tưởng để tu tập, chắc chắn họ sẽ nhận được trọn vẹn sự gia trì từ Justin Milarepa. Dĩ nhiên đi bộ là rất khó nhọc, nhưng đây là một kinh nghiệm không thể quên được. Không phải ai cũng có được cơ hội này, nhất là được đi cùng đạo sư của bạn. Vì thế nếu có cơ duyên, tôi hy vọng các Phật tử có thể sẽ đi theo đạo sư của mình để thực hiện cuộc hành hương. Thực sự tôi nghĩ không thể tin được, tôi cảm thấy rất vui khi được đến đây. Tôi cảm thấy sự gia trì lớn lao ở nơi linh thiêng này và các hành giả nên đến đây. Họ sẽ nhận được sự gia trì từ các bổn tôn và Milarepa. Trời rất lạnh, chúng tôi không ngờ có tuyết rơi, do đó chúng tôi rất vui. Mặc dù rất khó nhọc nhưng rất đáng giá bởi đây là vùng đất thiêng của Milarepa, vì vậy chúng tôi rất hạnh phúc được ở đây. Chúng tôi luôn hạnh phúc dù là ngồi, đứng hay ngủ. Về phương diện tinh thần, tôi cảm thấy rất khác lạ, nó giống như cuộc chạy nước rút khác trong cuộc đời. Về sự hiểu biết Phật Pháp, giống như được chuyển lên giai đoạn khác. Thật sự tôi rất vui, lần đầu tiên được đến đây, nhất là khi được đi cùng Lupa Rinpoche. Mặc dù tôi đã gặp Ngài nhiều lần ở Singapore, nhưng ở đây thì rất khác. Tôi thật vinh dự bởi vì khi còn trẻ tôi đã được nghe câu chuyện về cuộc đời của Milarepa. Tôi luôn luôn mong muốn biết về những hang động và nơi nhập thất của Ngài. Giờ đây tôi đã đến được Lạp Chi và được đi cùng với Nước Ba Rinpoche. Rinpoche đã đưa chúng tôi tới nhiều hang khác nhau và chúng tôi cũng thăm những nơi của nhiều hành giả vĩ đại thời xưa. Mặc dù chúng ta cách họ hàng trăm năm, chúng ta vẫn có thể tiếp tục tu tập nơi đây. Tôi hy vọng rằng những người xem video này trong tương lai sẽ được đến đây và chính họ được trải nghiệm. Thật sự là một cơ hội tuyệt vời đối với chúng tôi. Đặc biệt với sự gia hộ của Nupa Rinpoche, chúng tôi có được dịp may để quay những thước phim ghi lại chuyến đi và những nơi linh thiêng. Hy vọng video này sẽ mang lại cho người xem niềm vui thích và tràn trề hy vọng từ những nơi chốn thiêng liêng này. Tôi biết ơn Rinpoche cho phép chúng tôi quay phim cuộc hành trình này. Nếu không có sự gia hộ của Ngài thì chúng tôi không thể hoàn thành dự án này. Tôi hy vọng rằng tất cả các bạn xem những tấm hình và video này cũng sẽ nhận được sự truyền cảm từ đây. Điều quan trọng nhất, nguyện các bạn sẽ tràn đầy niềm vui của chánh pháp. Xin cảm ơn. Chicken Korwa me don't shame, Malunga ye, Jimbara show. Những ai đã thấy hay được nghe về ta, những ai suy tưởng về câu chuyện của ta, những ai nghe tên và các hoạt động của ta, nguyện chúng ta sẽ gặp nhau ở cõi tịnh độ của Đức Phật. Justin Milarepa. Xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc nhất của chúng tôi đến tất cả các đạo sư, các tăng ni và những người bạn đã góp phần hoàn thành bộ phim này.